Chuyên mục ẩm thực Điện Biên xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị các bạn thân mến, trong chuyên mục của ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một món ăn khá là thú vị, đó là bánh tằm khoai mì. Và với món ăn này thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ lại bạn Thu Trang ở phường Bình Thanh, thành phố Điện Biên Phủ để nghe Trang chia sẻ về món ăn này nhé. Dạ vâng, em xin chào chị Như Quỳnh và toàn thể các quý vị khán giả đang xem chương trình ẩm thực Điện Biên. Không biết là chị Quỳnh đã từng ăn thử món bánh tằm chưa ạ? Chị mới chỉ nghe tên thôi chứ chưa được ăn. Dạ vâng ạ. Tại vì là thực ra thì cái món ăn này đối với người dân miền Bắc thì có thể là còn hơi xa lạ. Nhưng mà đối với những người dân Nam Bộ ấy, thì đây là một cái món ăn rất là quen thuộc và gọi là một cái món ăn tuổi thơ đấy chị ạ. Sở dĩ mà người ta gọi là bánh tằm tại vì là hình dáng của một món bánh này sẽ hơi giống con tằm và được phủ bên trong là một lớp cơm dừa béo ngậy. Và em tin chắc rằng là chị Quỳnh chưa ăn thử bao giờ, nhưng sau hôm nay, sau khi chương trình này chị Quỳnh được ăn thử thì chị sẽ cảm thấy rất là hấp dẫn và rất là ngon. Cái món này thì nguyên liệu nó khá là đơn giản và dân dã. Thứ nhất là cái nguyên liệu chính thì không thể thiếu được là khoai mì. Miền Nam thì người ta gọi là khoai mì, thế nhưng mà đối với người miền Bắc thì gọi là sắn. Đấy thì mọi người sẽ dễ hình dung hơn. Cái món khoai mì này thì, cái món bánh này thì để tạo màu cho cái món bánh nó được hấp dẫn hơn thì là mình dùng lá dứa. Đấy, lá dứa hay còn gọi là lá nếp thì có một mùi thơm rất là đặc trưng và có một màu xanh, tạo màu xanh rất là mát mắt. Và hoặc là mình thích màu hồng tím thì mình dùng, đây em đang dùng là thanh long đỏ. Mà mình thích màu vàng thì mình dùng bí ngô. Mình thích màu đỏ thì mình dùng bột gốc. Nói chung là cái màu này thì nó rất là đa dạng và linh hoạt. Mình thích dùng màu gì thì mình thêm màu đấy vào trong món bánh này. Ngoài cái nước như em nói là cái để tạo màu ấy thì ở đây em có là bột năng này, nước cốt dừa này và đường trắng. Đấy, về cách làm thì rất là đơn giản, em xin phép chị Quỳnh và quý vị khán giả em sẽ hướng dẫn luôn ngay bây giờ. Đầu tiên ấy, khi mà mình mua sắn về thì mình sẽ sơ chế, mình sẽ lóc hết những cái vỏ xù xì bên ngoài này đi và mình sẽ cũng chẻ bổ ra và rút ra những cái sợi gân sơ ở trong cái củ sắn này. Và mình sẽ bổ thành những cái miếng nhỏ. Mình ngâm nước muối tối thiểu là 1 tiếng. Tại sao phải ngâm nước muối nhỉ? Dạ vâng ạ, tại vì là bình thường cái sắn này khá là độc, cho nên là mình phải ngâm nước muối tối thiểu 1 tiếng. Còn nếu như mình có thời gian thì mình có thể ngâm từ 8 đến 12 tiếng. Thì sau đấy thì mình chế biến món ăn thì nó sẽ đảm bảo sức khỏe hơn. Giống như là mọi người nói là ngâm như thế để ra bớt nhựa đấy. Đúng rồi, ra bớt nhựa đấy. Vâng, sau khi mà mình đã ngâm xong thì mình sẽ đưa đi xay. Thì ngày xưa các cụ không có máy xay thì có thể là dùng cái bàn đấy chị ạ. Cái bàn để người ta chà đấy. Đấy, người ta bào. Thế nhưng bây giờ hiện đại hơn thì mình có những cái máy xay công suất rất lớn. Thì mình xay thì sau khi mà mình đổ nước vào mình xay thì nó sẽ có này, có hai phần. Đầu tiên thì em sẽ cho vào một cái túi lọc sữa hạt để em lọc lấy cái phần bã này. Đây là phần bã sắn sau khi mình xay xong. Và cái phần nước mà khi mà nó lắng xuống khoảng 1 đến 2 tiếng thì nó sẽ tạo thành một cái lớp bột như thế này. Cái lớp bột này thì người ta gọi là tinh bột khoai mì. Thì cái dạ vâng, thì cách làm này thì nó cũng tương tự như là mình làm cái tinh bột nghệ đấy. Vâng, thì dân gian người ta đây chính là cái tinh bột khoai mì. Thế thì cái thành phần để làm cái món này thì gồm có cái bã khoai mì và cái tinh bột này. Bây giờ em sẽ trộn chung lại với nhau. Cái tinh bột này thì chị nhìn thấy là nó sẽ mịn và nó sẽ trắng hơn là cái thịt của khoai mì. Đấy nhá, sau khi mà em đã trộn chung hai cái này là với nhau này. Thì em cho vào đây khoảng là 100g bột năng. Đây, ở đây em đã có 100g bột năng, em sẽ cho vào đây. Khoảng 120ml nước cốt dừa. Tương ứng ở đây là em có là khoảng 1 cân thịt khoai mì và cái tinh bột khoai mì đấy. Mình có thể thay đổi liều lượng một chút không? Dạ vâng, mình muốn ăn dai hơn thì mình thêm bột năng. Mình muốn ăn nó mềm hơn thì mình giảm bột năng đi. Nói chung là cái này nó cũng do mình nữa. Ở đây em có khoảng 120g đường. Thì cái đường này mình, như em nói là mình có thể là mình gia giảm. Mình thích ăn ngọt hơn thì mình cho nhiều hơn. Mình thích ăn nó nhạt hơn thì mình lại bớt đường đi. Còn cái độ dai của cái món bánh này thì lại phụ thuộc vào bột năng. Dạ đúng rồi chị ạ, đúng rồi. Em sẽ trộn. Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì chuyên mục của chúng tôi xin phép được khép lại. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thành phẩm của món bánh tằm khoai mì vào tuần tiếp theo, phát sóng vào Chủ nhật trên kênh TTV của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Điện Biên. Xin kính chào và hẹn gặp lại.